Đây là quá trình chúng tôi đang giận để cho cái mọng nó xuống. Mọng của chúng tôi là mọng mọng thắt, cho nên là càng giận càng chặt, càng giận càng chặt. Đấy, càng chặt luôn. Các bạn đã thấy trên màn hình đây là siêu phẩm quốc đỉnh cột 16 gồm có 10 món, siêu phẩm mang thương hiệu của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Các bác đang thấy đây, chúng tôi đang đóng cái phần mộng xuống đây. Nó siêu chặt, đấy, siêu chặt luôn. Nhờ, úi xời, úi xời, úi xời. Đây, chúng ta nhìn từ chân cho lên mạch của sản phẩm Lào trong cái bộ bàn ghế quốc đỉnh này của Thành Luân chúng tôi. Đục chạm rất chi là kỹ. Và vân thì tuyển chọn sáng màu, đều, đều trên triện từ gầm cho lên mặt. Thưa các bác, quá đẹp, quá đỉnh, quá độc đáo và đẳng cấp. Và đây là chiếc bàn. Đấy, chiếc bàn này chúng tôi là làm rất to và dáng dấp cực kỳ là cong. Vâng, tiếp tục chúng tôi khi dựng xong cái vách tựa, vách đoản này rồi thì chúng tôi tiếp tục là lắp cái tay. Đấy, cái tay nghe này. Toàn bộ là mộng rời tháo lắp. Rất chi đẹp. Cái siêu phẩm này đục chạm thủ công và vân cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé. Vân cực đẹp luôn. Cực kỳ tuyển chọn luôn. Siêu phẩm. Siêu phẩm. Quý cô chú anh chị và các bác về với cơ sở Thành Luân để được tham quan ở một sở thị siêu phẩm này.